Dâu dâu dâu, bà con sầu, trong 500 anh em đã quay trở lại cùng MNG trong series bình luận với Kali Server. Và đây là MNG đến từ Server Taiwan. Clip này thì không khi các bạn được xem được thì có lẽ là không khí Giáng sinh nó đang ngập tràn rồi đúng không? Vì mình sẽ đăng clip này vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12. Và không khí Giáng sinh nó đang ngập tràn rồi. Chúc tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh đúng không? Bên đấy người ta gọi là mùa đúng không? Một mùa Giáng sinh, nhưng với mình thì Giáng sinh nó chỉ một ngày thôi. Còn bên theo đạo đâu, mình không theo đạo nên thì mình không biết lắm. Nhưng mà đa số là Giáng sinh của mọi người nó sẽ bắt đầu từ trước cái ngày 24 này rồi, và nó kéo dài nên người gọi là mùa Giáng sinh đúng không? Chúc anh em là bên đạo hay là không bên đạo các thứ thì đều có một cái mùa Giáng sinh, một ngày Giáng sinh thật sự là vui vẻ bên người thân và gia đình. Hôm nay cũng là cuối tuần nữa, có lẽ là rất thích hợp cho cái thời điểm mà đi chơi. Thời tiết ngoài miền Bắc khá đẹp, còn trong Nam mình không biết như thế nào nhé. Thời tiết ngoài miền Bắc hiện tại bây giờ đúng không, nó khá đẹp để cho một cái buổi tối đầy lãng mạn và đầy yêu thương, tình thương, mến thương như thế này đúng không nhỉ? Thôi, bốc phét thế thôi, chấm gió với anh em vậy thôi. Dù sao thì vẫn chúc anh em một cái ngày hôm nay, một cái ngày riêng, một ngày đặc biệt, nhiều niềm vui, hạnh phúc với người thân, bạn bè, gia đình nhá. Còn quay trở lại với game thì chúng ta đang ở xe vào Taiwan với chế độ kế thừa bình thường mà thôi. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì hãy like và subscribe kênh Đường Vào YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến thế giới cào em. Luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên thế này. Rất mong sự ủng hộ tất cả mọi người trong cả hai kênh Đường Vào Gaming và Đường Vào YouTube anh em nhá. Yeah. Chia thôi. Đối thủ đầu tiên của em mình gì sẽ là ai nhỉ? Chúng ta đừng nhìn thấy đối thủ đầu tiên. VC của server 46 sẽ đối thủ đầu tiên. Ủa, vậy là có tư chất 15 rồi. Lugo. Nhân vật tiếp theo sẽ gọi tên Kionet, Namlet và ai Unit 02 UM, ai mọc mọc nái này. Nhớ anh em bảo chơi game đừng hát nữa, nhưng mà thật sự các bạn không hát tôi không chịu được. Và như một cái thói quen là tôi thỉnh thoảng tôi lại bị xỉa bồm vào một câu hát. Ví dụ như hôm nay trong một cái ngày đặc biệt như thế này thì tôi sẽ hát bài Jingle bell, đêm Noel, đêm Noel, no, đấy chẳng hạn đấy, quậy đúng không anh em? Thật sự tôi cũng biết phải nói như thế nào, nhưng mà chơi game mà không hát tôi cảm thấy thế nào. Mặc dù những câu hát của tôi nó rất vô tri và vô nghĩa, nhưng mà tôi lại cảm thấy nó vui. Anh em hiểu không? Mặc dù nó rất vô tri và vô nghĩa, nhưng mà đối với tôi là cái niềm vui rồi. Tôi chơi game thì cũng vì niềm vui tôi mới xác định chơi với làm cái series bình luận PK lên server này thôi. Còn anh em thích xem với kiểu theo kiểu trai hát chơi game để thể hiện trình độ bản lĩnh, thật sự là mình không làm được. Mình nói các bạn rồi, có tuổi rồi, lớn rồi, năm nay 19 tuổi rồi, cũng già rồi, bao nhiêu cái mùa xuân sang và bao nhiêu cái mùa đông mùa, đúng không? Có ai trẻ mãi được đâu, có ai là trẻ mãi được đâu, ai thì cũng già đi trong thời gian. Mới năm nào còn ngồi live stream với anh em nó chỉ 15, 16 tuổi đúng không? Nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bây giờ 19, 20 rồi, già con mẹ rồi, làm sao mà gần tay chân cái lòng ngóng hơi lạnh một tí nữa, lòng cóng hết lại rồi anh em. Làm sao mà đam mê bạn, làm sao mà đánh được mãi ở cái trình độ gọi là cái gì? Ngày xưa gọi là gì? Thách đấu gì à? Ngày xưa cái gì nhỉ? Tông sư đúng không? Ngày xưa đúng không? Đâu dừng lại được cái trình độ đó mãi rồi nhá. Bây giờ thì cùng lắm dừng lại ở cái danh bạc danh vàng này thôi. Đâu còn là mình trong sư của ngày xưa cấp bằng cấp nhỏ nữa kìa. Qua rồi cái thời đó rồi nhá. Qua rồi cái thời được nhà phát hành cấp bằng mình trong sư nữa rồi nhá. Rất lâu rồi nhỏ, thật sự là như vậy. Đó là những cái chia sẻ rất nhẹ nhàng đến từ bản thân mình thôi. Một khi đăng lên cũng chỉ vì đam mê thôi nha. Không biết thế nào, đúng không? Anh em bảo làm YouTube nhiều tiền lắm thì lấy đâu ra? Cái này nghĩa chia sẻ anh em cực kỳ nhiều rồi. Dăm ba đập ba cọc, à dăm ba đồng ba cọc thì đóng tiền điện tiền nước là may mắn lắm rồi. Chứ anh em nhìn vào đấy, anh em không phải nói đi đâu, anh em cứ nhìn vào kênh của tôi biết hai kênh là xem đâu mỗi clip, đúng không? Người ta mẹ hàng chục triệu view, à hàng chục nghìn view, xong hàng triệu view, hàng trăm nghìn view. Clip của tôi căng đét được bẻ hơn nghìn view, anh em mà lấy méo ra tiền mà bảo làm giàu lắm rồi đúng không anh em? Đó, nên là anh em được, anh em thông cảm với vấn đề đó. Nói chung là mình làm vì đam mê thôi, chơi nó vui thôi. Còn khi mà còn cảm giác là đến cái game để có một cái chút gì đó trong cuộc sống ấy, đôi khi là để giải stress chẳng hạn, hay là giải trí sau những cái giờ
anh em nói giờ lao động mệt mỏi làm việc ấy, đúng không? Bình thường thì tự nhiên ai hát làm gì đâu, cây chua cây cú mình lại vui lại ngồi hát, nếu hát hò linh tinh một tí chẳng hạn như vậy là mình sẽ khó nói được. Về những cái vấn đề mà mình nói đó là sự mong nhớ thông cảm nhé, mong anh em thông cảm về vấn đề đó, đúng không? À, bây giờ tôi mà không tối rồi không làm clip bình luận đấy, không biết là ai bình luận cho anh em xem này, đúng không? Thì mình hết thời mà ai rồi cũng có thời thôi, ai rồi cũng có thời một thời tuổi trẻ nông nổi rồi các kiểu này, giờ còn gì nữa đâu, giờ ta chẳng còn chi mãi trong tay mà thôi, đầu bạc răng lõng phũ phàng. Anh chứ mạnh ấy, anh nói là tiền có kiếm như được rồi cũng sẽ tan hết, tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thuê, không biết đến ngày mình giờ lại mới trắng tay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Mới có vài năm trôi qua đây mà chúng ta bản thân mình đã đến lúc anh em tự soi vào trước gương nhìn lại bản thân mình, đúng không? Già đi nhiều khi mình cũng giật mình, đúng không? Buổi sáng bình thường đi ngủ dậy đi ở trong nhà vệ sinh nhé, bao giờ câu chuyện chia sẻ thật với anh em là lúc buổi sáng ngủ dậy trong nhà vệ sinh thì nó sáng rồi mà, nên là chả mấy khi mình bật điện nhà vệ sinh như là cái ánh sáng cái hấp của cái gọi là ánh sáng hấp cái gương cái kính nhìn vẫn thấy bình thường, cảm giác nó chưa hẳn là già lắm đâu, nhưng tuy nhiên không thấy bật điện lên cái nhá, ui tuy nhiên mặt cảm giác nó nào thì mụn nào thì nám hết linh tinh này, ui tuy nhiên mặt nó sạm đi ấy. Ui bảo thôi bỏ mẹ, nhìn già thật sự nó không nghĩ mình, xong hôm nào để râu ria nữa, hôm nay cạo râu nó còn đỡ nha, hôm nào râu ria thì râu quay nó nhức lòng 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 nữa rồi, ôi nhìn thật chán. Không ai chống được thời gian, không ai chống, nhìn chán thật sự, già lắm. Nhà mình tự soi trước gương này, mình sẽ biết nhà mình tự soi vào thân mình trước gương và nhìn lại mình sẽ già lắm rồi. Mình chả trông gì nữa đâu, không còn chả trông gì nữa đâu anh em ạ, già thật sự rồi. Thôi lấy chia sẻ câu chuyện của bản thân mình nữa, không biết anh em như thế nào, nhưng hôm nay dù sao cũng là một ngày vui, một ngày tuyệt vời với tất cả mọi người, là mong anh em sẽ có những cái niềm vui nhé, thật sự là tuyệt vời như vậy. Mãi thua tân 10 báo má vậy, thật sự anh em ạ, cay thật sự. Thôi thì không thua, thua đúng tầng 10. Mình tưởng Athena có một lần hồi sinh nhỉ. Thua nha, cay đắng thật. Mẹ báo cô thật sự anh em ạ. Mẹ một tình huống mà con Yuri làm một phát sức một đục đấp một kêu, ngay là chúng ta phải nằm luôn. Rất báo cô báo đời đến từ vị trí của Athena, làm chúng ta mất đi cơ hội chiến thắng ở game đấu đầu tiên, cũng đến với game đấu tiếp theo. Anh em nào nghe những lời chia sẻ của mình thì thôi, đừng chia sẻ lại nhé. Anh em cứ lặng lặng im mà nghe thôi nhá. Thế thôi, đôi khi chúng ta chia sẻ, đúng không? Có khi là chả chia sẻ lại với những người thân bạn bè đâu, chia sẻ những người lạ vui vậy. Anh em hiểu cảm giác đấy không? Đôi khi nói chuyện với một người lạ, đúng không? Tâm sự cùng người lạ, hay là nói chuyện với một người lạ, chúng ta sẽ không bị họ cười, hay không bị họ nói, không bị họ chê trách cái gì cả, đúng không? Người quen thì chúng ta ngại ngùng, đâu ai dám chia sẻ những câu chuyện với người quen đâu. Người lạ chúng ta có khi lại chia sẻ dăm ba câu chuyện và dăm ba chén rượu vào, hay dăm ba cái gì vào, chất xúc tác vào, chúng ta lại có những cái để chia sẻ với nhau chẳng hạn. Thì bản thân mình cũng vậy thôi, có thể những cái câu chuyện mình đang nói mình chả giờ chia sẻ với gia đình mình hay là bạn bè thân thiết mình đâu, đây lên đây đó tự nhiên ngồi chơi game chia sẻ ra chẳng hạn, nói ra chẳng hạn, nói ra những cái lỗi lòng gọi là những cái lỗi lòng ấy nhỉ, đó là những cái lỗi lầm, những cái lỗi liềm của bản thân này. Chúng ta mở lòng ra đấy, mở lòng ra với thế giới, mở lòng ra với thế giới, đã quay một cái nội tại của nó đi chứ còn cái gì nữa. Hy vọng là có một cái game đấu chiến thắng, đúng không? Làm được. Ừ.
Tưởng tận sau mình sẽ đấy sợ là cơ hội để xử con su đi anh em, nhưng mà tại nó gần hết rồi. Nói chung là bọn này đã vào cái thế này rồi thì không chạy đâu anh em. Vào đến cái thế là bị Isla nó sơn màu lên người, tôi bảo anh em là không chạy được đâu. Isla sơn màu lên người là hơi mệt đấy nhá. Rồi, Yui ơi là Yui. Ai cứu em giờ này nữa? Ai cứu em giờ này nữa hả Yui? Không có ai cứu em được giờ này nữa rồi. Anh rất tiếc và chia sẻ với em là như vậy. Lần này không có ai cứu em được nữa. Cắt xuôi như chắc như vậy. Cái xu điểm tay mà cực kỳ nhiên cũng điểm lắm lắm lại xuyên lại biết cái gì sống thế nào nổi nha. Ôi thêm đi sẽ lao bôi ra một cú đá nữa thì vừa đấm vừa đá nữa thì chịu rồi đấy. Đó là chiến thắng đầu tay của em Minzy trước đối thủ Yasuo của server S2. Tỷ số được cân bằng là 1-1 và cùng đến với trận đấu tiếp theo này. Hy vọng chúng ta sẽ có những chiến thắng tiếp theo để khích lệ tinh thần cũng như là cho anh em xem có những highlight, những cái chiến thắng nó tuyệt vời hơn, đúng không? Đa số là anh em thích xem những trận thắng hơn là những trận thua kiểu vậy. Athena 2022 UM. Tiếp theo chúng ta có Init giải hiệu ứng, Namlet khoan cắt bê tông, Mythic và Benny kéo khá căng. Lấy Benny thì anh em cho nó mới lạ đấy anh em nhé. Mythic thì chúng ta nhìn thấy nhiều lắm, với cả hai nữa đây đang không phải chế độ sớm mắt này là Mythic thật sự các bạn chưa chắc đã khỏe. Bên này mình Benny với cả Vanessa Benny, nhưng bên kia Mythic sợ nó chém lan ra, sợ nó chém lan ra nha anh em nhé. Nếu mà còn Athena thì tự giải hiệu ứng, còn Mythic cũng tự giải hiệu ứng, thật sự các bạn là hơi khoai. Hai con tự giải hơi khoai. Dính khiêu khích của Mythic, anh em. Anh xe đam đau thế, lặng phát mà đau thật. Phát thì hơi đau ấy. Anh em bảo Benny trụ được không? Sức mạnh của Nick cũng là anh em. Mình anh có thể cân hai em được không? Nếu có là không qua này. Tôi nhìn thấy tương lai lắm rồi. Vì nó không có thấy tương lai lắm rồi. Tương lai mịt mù. Có giải hiệu ứng khó chịu nhỉ. Vấn đề là nó có giải hiệu ứng khó chịu thực sự. Không có giải hiệu ứng thì chúng ta ăn chơi được. Có giải hiệu ứng vào quay ra. Anh đi không có cướp từ chém thu nhỏ là hành mây. Gặp ngay hàng tuyển giải hiệu ứng thì đôi khi nó cũng khoai. Mãn phục sức ta. Tôi đi Benny rồi. Athena. Nội tại của Athena. Nội tại của Athena thì làm sao? Giờ mà không để nó đi lên thì hơi
khoai nhá. Mẹ Benny về cũng mẹ bon về. Mẹ anh em bảo chưa nhìn thấy Benny chết bao giờ đâu. Liệu là hôm nay chúng ta nhìn thấy không? Liệu rằng chúng ta có được nhìn thấy Benny 15 kẹo đi không nha? Liệu rằng có được nhìn thấy Benny hẹo ở đây không? Có khả năng lắm. Nói chịu nhỉ. Lần này mày sống được không hả Athena? Vẫn sống rồi nhỉ mẹ, mặc dù hồi sinh mất một cái đội tại hồi sinh đến từ Athena rồi, bây giờ nó vẫn trâu nhỉ. Sống kiểu gì vậy Athena? Vẫn sống được mẹ, tài thật, đáng sợ thật. Benny vẫn còn là Envy, vẫn sống được à? Thua anh em ạ, mỗi bên đều chết hai mạng, mình ít máu hơn rồi, mình chết Benny luôn đấy. Đấy, anh em nào bảo chưa thấy Benny chết trong PK lên server bao giờ thì hôm nay anh em được nhìn thấy rồi đấy, đúng không? Anh em nào chưa nhìn thấy Benny 15 chết ở trong PK lên server bao giờ thì hôm nay anh em đã được nhìn thấy rồi, chết ở tên 10 đấy anh em ạ. Có hai lần Invi mà vẫn hẹo cho anh em nhá, không trộn được. Cùng đến game đấu tiếp theo đấy, ước mơ của anh em đã thành hiện thực đấy. Ước mơ của anh em đã thành hiện thực ở đấy. Logoman của server 95 sẽ đối thủ tiếp theo của chúng ta. How hard. Ở nhà lấy Gonit anh em ạ. Quyền mãi mất cho nó đang đánh. Cho nó đang đánh có các tính chất 15 nên ưu tiên mấy con giải hiệu ứng được. Nó hợp lý hơn. Wow, Chiru và Leona. Chiru 15 và Leona 15. Bên kia là Athena. Và nét Chiru. Hai đam, hai tanh. Chiru trụ được không? Chiru bên này thật sự là mình không biết là nó có thật sự là có trụ được hay không. JV thì trụ được, còn bên này thì không chắc nha anh em. Bên này thì không chắc lắm. Bên này thì không chắc lắm anh em. Thế từ khi Chiru không trụ được thật anh em. Vấn đề là không giải được. vấn đề là cái chỗ là không thể giải được kiểu vượt chiêu luôn. Athena, em không giải được thì em chết rồi. Em không giải được hiệu ứng vượt chiêu luôn thì em chết rồi. Lý phong ấn thì là sai lầm tâm lặng. Em khóc rồi. Em không giải được thì em chết rồi Athena ơi. Em phải giải được thì em mới có cơ hội chứ, em không giải được thì em làm gì có cái cơ hội nào. Đúng không, em không giải được thì em chả có cơ hội nào hết. Em không giải được thì em xác định đây. Em không giải được thì em xác định đi còn gì nữa. Em không giải được thì em xác định đi. Em không giải được thì em xác định. Nằm nắm năm rồi thôi. Em không giải được à Athena. Em không giải được à.
quýt rồi, không chịu nổi được áp lực dưới bàn tay của Chiru. Và clip này mình xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở đây nhá. Chúc anh em một Giáng sinh vui vẻ. Hello, Merry Christmas. Zinger bell, zinger bell, zinger, bye bye.